Có bao giờ các bác vẫn thầm hỏi bản thân mình rằng tại sao người ta trồng hồ điệp không chết mà mình trồng bao nhiêu chậu hồ điệp cũng chết không các bác? Và hôm nay em sẽ trả lời câu hỏi này cho tất cả các bác nhé. Mời tất cả các bác cùng theo dõi video. Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 90 ngày nữa là chính thức đến Tết Nguyên Đán và rất nhiều bác đang chơi cũng như là đang tìm hiểu về lan, đang có nhu cầu mua những cây hồ điệp tốt như thế này về chúng ta chơi hoa. Nếu mà để nhà vườn chăm nó ra hoa rồi chúng ta mới mua về thì chẳng khác gì chúng ta mua hoa, nên là rất nhiều bác đã chọn cách là mua cây trước về để chăm sóc cho nó ra hoa, thì cảm thấy mình có gắn bó với nó và có công chăm sóc nó để cho nó ra hoa. Nhưng rất nhiều bác vẫn đặt ra câu hỏi là tại sao hồ điệp nó rẻ tiền mà lại khó chăm thế. Đúng thật như vậy các bác, hồ điệp lá biên nói chung và hồ điệp đại nói riêng, hồ điệp đại thì nó còn có một phần nào đó nó dễ hơn rất nhiều so với hồ điệp lá biên. Chính vì thế nên là trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên một video để chia sẻ với các bác. Em cũng đã từng thất bại rất nhiều ở cây hồ điệp lá biên này, thế nên hôm nay em sẽ làm một cách trồng hoàn toàn khác xưa để chia sẻ cho các bác. Và mấy hôm trước thì em cũng có mua mấy cây hồ điệp lá biên của vườn lan Thiên Hoa Cao Bằng. Và lưu ý là em mua thì em mua ở đâu em chia sẻ như vậy, chứ em không quảng cáo cho vườn lan Thiên Hoa nhé, vì em không được trả cát xê. Đây là những cây hồ điệp lá biên này. Mỗi cây có 3 ngồng hoa này các bác này. 1 ngồng, 2 ngồng và 3 ngồng hoa. Khá là uy tín. Và mỗi cây như vậy có 50k và được mua 5 cốc trở lên ấy, chúng ta được bao ship. Chính vì thế nên là em thấy giá cả cũng khá là phải chăng và cây cũng khá là đẹp. Và hôm nay em lên một video để chia sẻ các bác cách mà chúng ta xử lý chậu lan hồ điệp chúng ta mới mua về. Đó, trước tiên là chúng ta sẽ phải để 2 ngày để cho nó ráo hết các vết thương và cho cây nó thích nghi khí hậu đã, rồi chúng ta bắt đầu trồng. Đấy. Đấy, chuẩn bị một cái chậu và chúng ta sẽ tách cái phần rêu này ra. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác những cái cách mà chúng ta sẽ trồng và chăm sóc cây hồ điệp. Các bác có thể thấy đây, cây hồ điệp thực chất nó rất khó trồng nhé, khi mà chúng ta mua về tỷ lệ chết đến 90%. Nhưng vẫn rất nhiều bác mua về để chúng ta chơi hoa Tết vì hoa của nó thật sự rất đẹp và giá trị nó rất rẻ. Nên là hôm nay em sẽ chia sẻ các bác cách để chúng ta trồng được cây hồ điệp sau khi chúng ta chơi hoa nhé. Các bác hình dung được không ạ? Đây, cái cốc này người ta lấy một cái cốc kín mít như vậy. Và đây là một bộ rớn giữ ẩm rất tốt. Rêu này rêu giữ ẩm cực kỳ tốt luôn. Và các bác có thể thấy đây, chúng ta có thể bóp nó ra nước này. Đấy, đây chính là một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể biết được rằng cây hồ điệp lá biên nó cực kỳ ưa ẩm, nó không phải như là hồ điệp đại. Nên là khi mà chúng ta áp dụng cách trồng hồ điệp đại rồi chúng ta trồng hồ điệp lá biên thì chúng ta gần như là thất bại hoàn toàn. Đó. Chính vì thế nên là hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác cách chúng ta sẽ trồng nó làm sao để cho chúng ta có thể thuần được những cây hồ điệp lá biên này, nó rất là đẹp đúng không nào. Đấy, lá nó có vẻ nó còn kẻ có màu hồng này, màu vàng và màu xanh của lá này rất đẹp luôn. Đấy, hoa thì cũng phân nhánh rất là nhiều vì hồ điệp lá biên nó thuộc những loại hồ điệp mãn thiên hồng nên là nó phân nhánh rất là nhiều, mặc dù hoa nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là siêng hoa. Những cây giống như vậy mà nó đã cho ra được 3 ngồng hoa thì các bác biết là khi mà chúng ta trồng được những chậu thật là to thì nó sẽ ra như hoa đến mức nào đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ rất đẹp đấy. Nên là hôm nay em sẽ thử nghiệm trồng một cách khác. Em đã thất bại rất nhiều lần bằng trồng vỏ thông vì em trồng pha lẫn với những chậu phong lan rừng đấy. Nếu mà các bác chỉ trồng hồ điệp thì nó sẽ có một cái chế độ chăm sóc nó rất là đơn giản. Thế nhưng em trồng ở chung với phong lan nên là trồng giá thể như là vỏ thông hay là than củi thì gần như là không thể đáp ứng được cái độ ẩm của cái cây này này, vì nó rất là ưa ẩm và phải có ẩm nó mới phát triển được.
Các bác có thể thấy đây, nó ẩm như thế này mà cái đầu rễ của nó này vẫn đang phát triển xanh lè như thế này, thì chúng ta đủ hiểu là nó rất là cần ẩm rồi. Cho nên giải pháp của hôm nay em giới thiệu đến với các bác đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái viên nén sơ dừa này. Đấy, một trong những loại giá thể giữ ẩm rất là khủng khiếp luôn. Hôm nay em sẽ trồng nó bằng cái giá thể này để cho nó có một cái độ ẩm tốt nhất các bác nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trồng nhé. Đối với bất cứ lan gì cũng thế thôi, bên dưới chậu thì chúng ta bao giờ cũng phải để thông thoáng, nên là chúng ta sẽ sử dụng vỏ thông. Và các bác có chậu gì thì các bác trồng chậu đấy, rất là đơn giản. Và các bác cũng lưu ý nhé, nếu mà các bác trồng riêng hồ điệp thì các bác không cần thiết phải dùng đến cái giá thể sơ dừa này đâu, vì các bác có thể tưới một ngày mấy lần cũng được. Nhưng em trồng ở chung với phong lan rừng cho nên là em chỉ tưới ngày một lần thôi, nên nó rất là khô. Với lại vườn của em nó rất là cao ráo nên là em phải trồng những loại giá thể gọi là giữ ẩm tốt nhất. Nếu mà vườn các bác ẩm thấp thì có lẽ cũng không cần thiết đến những cái giá thể nó giữ ẩm nhiều như là cái viên nén sơ dừa này. Và những viên nén sơ dừa này nó sẽ có giá thành khá là cao đấy, nếu mà các bác mua về để trồng thì nó cũng khá là tốn, vì các bác thấy đấy, mỗi viên nó nhét xuống chỉ được một tẹo như vậy thôi. Đấy, một cái chậu này chúng ta có thể phải nhét đến 20 viên viên nén sơ dừa. Và mỗi viên nó bình mỗi viên nó sẽ dao động từ 5 đến 600 đồng. Đấy, nên là chúng ta trồng tầm 20 viên. Nên là chúng ta nhét tầm 20 viên là nó mất đến 20.000 tiền sơ dừa rồi. Vì khi mua chúng ta phải mua cộng với phí ship mà. Đấy. Nhưng mà em khá là tự tin với cách trồng này, vì em trồng bằng những loại giá thể khô thì em thấy hoàn toàn không khả thi rồi. Và em thấy cách nhà vườn người ta trồng nó rất là ẩm như vậy. Chắc chắn là sẽ có nhiều bác cho rằng là đấy là cái cách trồng công nghiệp của người ta. Thế nhưng khi mà chúng ta mua một chậu lan công nghiệp của người ta về, chúng ta bắt buộc phải trồng theo cách của họ, chúng ta mới mong muốn là thuần được nó các bác ạ. Vì người ta trồng như vậy mà chúng ta về chúng ta trồng một cách khác thì chắc chắn một điều là nó sẽ chết cây. Đấy, đấy là, chính là những nguyên nhân dẫn đến rất nhiều những chậu lan hồ điệp bị chơi hoa Tết xong chúng ta sẽ vứt bỏ đi, vì có trồng nó cũng chẳng sống được, đúng không các bác? Đấy. Các bác thấy dễ không ạ? Rất dễ luôn, không phải cố định một cái gì cả. Và chắc chắn rồi, những chậu này phát triển đến Tết nó sẽ cho hoa, vì thời điểm hiện tại chỉ còn chưa đến 90 ngày nữa là nó sẽ đến Tết. Và những cái ngồng nụ này này nó đang đi như thế này, chuẩn bị ra những búp hoa này. Đấy, vì cây hồ điệp nó cũng là những cây ủ nụ rất là lâu, nên là chúng ta sẽ phải tác động thêm phân thuốc để cho nó phát triển nhanh hơn các bác nhé. Vì nó nở cũng được rất là lâu nữa, khi mà tầm tháng 11 nở ấy thì đến Tết chúng ta vẫn có hoa để chơi, vì nó có cái độ bền hoa rất là cao. Đấy, nó là hồ điệp, cây bản chất của nó là hồ điệp mãn thiên hồng, vì nó là hoa phân nhánh. Vậy là em vừa hoàn thiện trồng xong một chậu, và một ngày chúng ta tưới một lần. Mỗi cái sơ dừa này nó giữ ẩm được rất là nhiều, nhưng mà lưu ý là các bác tưới thì phải tưới đẫm vào nhé, vì không tưới đẫm thì những cái sơ dừa này này nó sẽ không hút được nước và nó sẽ khô lại càng khô nhé. Đấy, đấy là những cái lưu ý khi mà chúng ta trồng hồ điệp. Và đây chính là cách trồng mới của em. Nếu mà các bác thấy có thể áp dụng được thì các bác đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em và đón xem những video tiếp theo em sẽ phát hành trên kênh nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em sẽ tiến hành trồng nốt những chậu ở bên dưới này. Đấy. Còn các bác mà muốn mua hồ điệp lá biên về chơi Tết giá cả hợp lý thì các bác cứ tìm vườn hoa
vườn lan thiên hoa các bạn nhé. Chúc các bác có được những chậu hồ điệp thật là đẹp để đón Tết thật là nồng ấm.